Xin kính chào quý vị, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Dân ca Nghệ Tĩnh. Thưa quý vị, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh với nhiều mạch nguồn cảm xúc là tiếng lòng của mỗi người con xứ Nghệ khi tìm về với những giá trị truyền thống được gìn giữ trong từng câu hát. Và khi mỗi lời ca ấy được ngân lên, ta càng cảm nhận rõ hơn tình yêu, niềm tự hào, khát vọng dựng xây, cống hiến của bao thế hệ dành cho đất này. Bác vẫn nằm yên nghỉ bác ơi, hoa sen thắm nở dưới chân người. Chúng con luôn nhớ về bên bác, ướt đầm bờ mi lệ dâng ngơ. Bác ơi, trời Hà Nội giữa mùa xuân hoa sắc thắm, sân Ba Đình đào mai nở đón bình minh. Vậy mà trong lăng ngây có một trái tim ngưng đập, những dòng máu là không vần chảy mài không ngờ thôi. Cả nước hướng về nơi đó bác ơi, chúng con khắc sâu những lời bác dặn, đoàn kết toàn dân tạo thành sức mạnh, chỉ thế hào hùng trong sự vẻ vang. Nước Việt Nam có một vị cha xa, tiếng vang xa khắp năm châu bề bàn. Câu hát dân ca ngọt ngào sâu lắng, con hát ơi yên giấc ngủ ngàn thu. Người ơi, đất hoang tru tỏa hương sen ngào ngạt, dòng Lam Giang giao giạt sông đồi ơ bơ. Người dân xứ Nghệ mong ngơ chờ bác về thăm mơ lại đôi bờ sông ngơ quê. Bác ra đi một đời vì nghĩa ca, hai một xuân xanh đã rơi bên nhà rồng. Xa đến tận trời Âu khắp năm châu lục địa, 30 năm kiên định 43 tận xứ người. Tìm đường lối Mác Lênin là con đường cách mình. Lệ bạc trao dâng khi trở về băng bò, mùa sen thắm đỏ nơi quê ngoài hoang tru. Nhớ lời mẹ hát ru con say nồng giấc ngủ, nhớ miền Nam ruột thịt và khắc khoải trong lòng. Các cháu có biết không, bạc chưa vào thăm. Dòng sông Lam uốn mình chảy mãi, 99 ngọn núi hồng xanh thẳm nhập mơ nhau.
bóng hình của bác mãi còn trong cuộc đời bạc vì nước vì dân, yêu quê hương mong ngày chiến thắng. Dù đi xa muôn ngàn vạn dặm, bạc vẫn yêu thương đất nước trọn đời, yêu tổ quốc nước Việt Nam ta, mong đất nước độc lập tự do. Mong Bắc Nam nối liền một dài, được lúc đi xa bác còn mong mỏi muốn được nghe câu vì dằm thưa quý vị. Dân ca Nghệ Tĩnh luôn lắng sâu trong mỗi người, không chỉ bởi làn điệu, bởi những ca từ, mà ở đó còn là tình yêu của mỗi người với quê hương. Trong hương thơm dịu nhẹ của bát chè xanh, trong ấm áp của nghĩa tình, mỗi người sẽ thấy yêu hơn cuộc sống từ những gì bình dị, thân thương nhất. Thank you.
xuân này ta có tròn niềm vui. Những xúc cảm trước mùa xuân của quê hương đất nước, nhưng với Gửi Anh Câu Ví Ngày Xuân của tác giả Nguyễn An Ninh là sự ngợi ca dành cho những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Với hai làn điệu chính, đó là Ví Phường Phải và Dặm Đức Sơn, tác phẩm càng trở nên gần gũi và thân thuộc hơn với mỗi người khi tiếp cận với tác phẩm này. Thank you.
Ví dặm là quê hương, về với ví dặm cũng là về với những gì thân thương, gần gũi nhất của chốn quê nhà. Không ít người trong chúng ta đã nương câu ví dặm để gửi gắm ân tình. Dù có đi xa nhưng lòng ta vẫn nhớ Hà Tĩnh quê mình hai tiếng thân thương. Đất khó khăn nắng cháy rạt xa, một thời bom đạn xác xơ, những người dân quê tôi vẫn kiên cường bám mơ giữ tấc đất của ông cha. Tấc đất của nghĩa tình. Miền quê ấy em đã đến chưa, nơi bao năm nuôi anh khôn lớn, xóm làng thân thương nông hương lúa mời, bát nước che xanh chan chứa nghĩa tình. Miền quê ấy em đã đến chưa, miền quê này em hay ghé thăm, nơi ngày xưa chịu nhiều bom đạn, rau được rau đay no lòng trong tháng tạm, bát gạo củ khoai cũ sẵn háo gầy. Miền quê ấy là thế đó em ơi, miền quê này anh mãi nhớ thương, thiếu đói quanh năm nhà lợp rơm lợp ra, nhưng nghĩa tình là một thanh lụy thép, nó đòi có nhau đắng ngọt ngỡ buồn. Tình làng nghĩa xóm tắt lửa có nhau, dù đã đi xa quá nửa đời phiêu bạt, nhưng hình bóng quê không bao giờ phai nhạt. Nhớ quê hương nơi có lụy tre làng, có những câu hò chờ đợi vẫn vương, có xóm làng và có bạn thân thương, có bạn bè thuở chăn trâu cắt cỏ. Ơi quê hương nơi chôn rau cắt rộn, dù đi xa ta luôn mãi nhớ về. Con ơi, ba đưa con về Hà Tĩnh thân thương, mảnh đất ngày xưa bạc màu sỏi đá. Con có nghe chăng tiếng a ơi, xa diệt tiếng nhặt tiếng khuôn, những câu hò điều vi bên cạnh vòng năm nào ba đã ru ở ba. Vì quê hương sao xuyên nỗi lòng, hết dần rồi thương thương rồi lại dần, nhớ những đêm trắng ông bà hò hẹn, đội đám lầy kêu nên nghĩa phù thế. Con hãy khắc ghi và mãi mãi nhớ rằng quê hương của ta tuy nghèo nhưng tình nghĩa, dù có đi xa nhưng lòng ta vẫn nhớ Hà Tĩnh quê hương. Hà
của bao người, rồi sẽ hiểu con ơi, mai này con sẽ hiểu, dù đi xa muôn dặm ta vẫn mãi nhớ về nơi bóng dáng mẹ cha cao tân khuya giờ. Ba lớn lên dưới leo tranh gốc già, thuở trắng trâu cắt cỏ thả diều, bao kỷ niệm âu thơ tràn về trong giấc ngủ, đi xa là nhớ khổ đau càng buồn về nơi Hà Tình quê ta. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dân ca Nghệ Tĩnh. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với tình cảm cũng như niềm tin dành cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tập thể câu lạc bộ Dân ca Ví Sạm Nghệ Tĩnh, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Dân ca Nghệ Tĩnh trên sóng HTTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, kính chào tạm biệt.